Dạ vừa có anh nè anh. Cảm ơn nha. Dạ anh muốn vui vẻ không anh? Ủa cà phê Tâm mà cũng có dịch vụ vui vẻ nữa hả em? Dạ có anh. Giá cả làm sao? Nếu mà có chủ ở đây có menu thì giá nó cao hơn. Vì vui vẻ không có menu nữa hả? Dạ có chứ anh. Nếu như anh kêu chủ thì chủ chia tiền cho em. Nhưng mà nếu em làm riêng thì em chia phần trăm lại cho chủ. Vậy đó anh. Ở đây mình có những cái dịch vụ gì em có thể kể cho anh nghe hết được không? Từ mắt cho đến ghẻ luôn á. Dạ ở đây dùng tay là rẻ nhất anh. Dùng tay có 50 ngàn anh. Thổi kèn thì 150. Gì thổi kèn 150 với vậy? Dạ đúng rồi anh. Tôi thấy nó hề mắc. Không có đâu, thổi nghe bóc bóc đã lắm. Vậy ở đây còn cái nào vừa vừa nữa không? 200 thì chê lố nhị. Vậy còn cái nào đắt hơn nữa không? Dạ lỗ dậu tới 5 xị luôn anh. Cái gì lỗ nhị với lỗ dậu cách nhau có mấy cm mà mắc gì trời. Bớt đi. Anh đi phụ hộ ngày có 350 bữa nay thứ bảy vô chơi rồi bớt cho anh đi. Còn mấy giờ anh đưa em 300 ha. Rồi 200 bữa nào thứ bảy tuần sau đây em lãnh lương anh vô đưa thêm cho ha. Được không? Dạ chắc không được đâu. Cầm đi 5 phút ra rồi ăn gì cho mắt không biết nữa. Dạ nếu 5 phút thì được. Dạ vậy anh làm luôn chơi hay là đợi chút xíu nữa? Ở đây em có dầu nước xanh không? Chi vậy anh? Anh thà vô cái đầu chơi cho lâu chứ 300 5 phút tiếc lắm. Thôi lạnh chim lắm.